Cố hạ dân, công đức phổ trang nghiêm. Như thị diệu độ, như kim dân, siêu vô tập phương nhất thiết thế giới. Cố dân chư Phật quốc độ nan tỷ. Lời nói này là thật. Như thị diệu độ là tán thán sự vi diệu của thế giới Tây phương Cực Lạc. Trên thực tế diệu là gì? Là tâm vi diệu thành cõi nước vi diệu. Diệu là gì? Không chấp trước không và có, gọi là diệu. Lục căn trong cảnh giới lục trần không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, gọi là diệu. Đó là gì? Đó là thuần túy, là thiên nhiên, chính là thật tướng công đức mà ở trước nói. Đích thực là tâm hiện không có thức biến. Khởi tâm động niệm là thức, A-lại gia. Phân biệt là đệ lục ý thức. Chấp trước là mạt na thức. Thức sẽ biến. Nên khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, làm méo mó tự tánh sở hiện. Ý niệm bất thiện vô cùng đáng sợ. Không những tổn thương thân tâm mình, phá hoại hoàn cảnh đại thiên nhiên. Nếu không có Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta sẽ không biết. Hiện nay trên thế giới này, có người đều cự tuyệt Phật Pháp, nói Phật là mê tín, không muốn tiếp xúc. Trong này có phương pháp hóa giải thiên tai. Quý vị không nghiên cứu làm sao biết được. Phương pháp khoa học không thể giải quyết. Không có ai cảnh tỉnh. Các nhà khoa học họ nói với chúng ta, trên địa cầu này khoảng 5-6 vạn năm về trước, khoa học kỹ thuật cũng phát đạt đến trình độ tương đối. Tham sân si mạn nghi của nhân loại bành trướng, đại khái là hơi quá đáng hơn hiện nay. Đại địa chìm xuống đáy biển. Á Đạt Lan Đề Tư, nơi chìm đó chính là Đại Tây Dương hiện nay. Có một vài dự ngôn nói Á Đạt Lan Đề Tư sẽ nổi lên, đất ở đó sẽ nổi lên. Nhưng sau khi nó nổi lên, Mỹ và Úc Châu sẽ chìm xuống. Nên mọi người nghe thấy rất sợ hãi. Mỹ và Úc Châu chìm xuống, còn nó thì nổi lên. Đây là cổ nhân nói biển xanh thành nương dâu, phong thủy luân lưu chuyển. Vì sao phong thủy luân lưu chuyển? Phong thủy tùy theo tâm người mà chuyển. Nhân tâm thiện càng chuyển càng tốt, nhân tâm bất thiện càng chuyển càng xấu. Chính là đạo lý này. Quan trọng nhất là chúng ta có thể tin cư dân thế giới Cực Lạc quá tốt, là Phật A-di-đà chọn. Tâm hành bất thiện không thể đi, Ngài không thể đến tiếp dẫn quý vị không biết ở đó, không tìm thấy được. Nên nhất định tâm địa phải thanh tịnh thiện lương, thật sự chịu quay đầu, chịu hối cải. Đó là đới nghiệp giảng sanh. Đột nhiên muốn phát nguyện tôi thay đổi, khi đến đó thói xấu lại xuất hiện. Điều này có thể gạt người khác, nhưng không gạt được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà gặp người này không phải chân tâm, không nhận họ. không đến tiếp dẫn họ. Thế nên người ở thế giới cực lạc có thể nói là thuần tịnh, thuần thiện. Vì vậy quốc độ của họ, hoàn cảnh sống vĩnh viễn duy trì tốt đẹp như vậy. Đạo lý này bây giờ chúng ta đều đã hiểu, nên chúng ta phải tu nhân thật tu, tương lai sẽ đến thế giới cực lạc.